Hi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh Dư Khảo lần nữa em ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu đổi con thiên nhẫn này về con giỏ đan em ơi. Và hiện tại Khải đang hạng 13 em ơi. Thì sau vài hôm thì cũng đã up lên hạng 13 đây em ơi. Thì trước khi đổi thì anh em cùng nhìn sơ qua thì cái lượng kháng của Khải con thiên nhẫn thì nó khá là cũng tầm ổn tầm trung. Set 80 chọn 80 chậm, kháng lôi 35, kháng hỏa 30, kháng lôi 35, kháng hỏa 33. Đó, và anh em cùng nhìn sơ qua để trước khi Khải thay set đồ khác cũng như là Khải đổi gì môn phái khác. Thì Khải sẽ đổi hướng môn phái giỏ đan và Khải sẽ thay set đồ này bằng set đồ khác như nào. Và anh em cùng theo dõi video này thử thay đồ như thế nào nha. Đó. Còn này thì Khải đang với hiệu ứng là 80 chón, 80 chậm, một cái nón kháng hỏa 17 chón 40 sinh lực lực, một cây vũ khí chón 40 kháng hỏa 11 sinh lực lực 20. Nói chung là cũng bình thường. Một cây bao tay 540 nội lực 100, một ngọc bội 540 sinh lực nội lực 8x. Rồi nhẫn kháng băng sinh lực lực. Đa lưng kháng băng 17 sinh lực lực. Nhẫn khăn lôi 15 sinh lực nỗ lực, giày khăn lôi 28 sinh lực 100. Đó. Rồi, dạ thôi. Áo kim phục hồi 40, dây chuyền kim sinh lực cao. Rồi, bây giờ thì chúng ta cùng đồng hành với Khải cũng như là muốn đổi qua giỏ đan anh em ơi. Và muốn đổi như thế thì anh em sẽ chuẩn bị cho mình đó là một cái tín vọng môn phái. Rồi, Khải thì cũng đổi môn phái khá là nhiều. Nên là anh em xem sơ qua anh em cũng biết. Rồi, bây giờ chúng ta đổi anh em ơi. Khải trước khi đổi Khải sẽ tháo hết đồ ra. Hiện tại với set này thì chuẩn nấm hành thủy nè mày, chuẩn nấm hành thủy nó là lượng kháng 7x và đang có hưởng là 80 chón 80 chậm. Nói chung là set đồ khá đẹp, đánh thông kia mà em biết rồi, auto top rồi, không cần phải bàn tán gì nhiều rồi. So với hiện tại bây giờ thì set đồ này cũng khá tương đối đẹp nè mày, không có thua ai cả. Rồi bây giờ thì Khải sẽ đổi sang giỏ đan và đổi sang giỏ đan thì Khải sẽ thay đổi set đồ mới, anh em cùng theo dõi nha nè mày. Rồi tại giao nộp tín vọng môn phái hai anh em show nha, giao dịch xong này. Chúng ta sẽ chuyển về giỏ đan. Ta cũng đổi một phái khác. Giỏ đan trưởng môn quyền pháp anh em ơi, mình sẽ đổi quyền pháp nha. Rồi rồi cái băng rồng tống kim không được đâu người anh em ơi. Rồi cái đổi giỏ đan nha anh em ơi. Rồi đổi giỏ đan xong thì bây giờ lên đảo thôi. Lên đảo để mình bằng đồ anh em ơi. Kiếm phải lên đảo bằng đồ thôi. Đã sẽ đồ như thế nào anh em cùng chờ đợi nha. Thái về Nam Nhật Trắng lên đảo. Nói chung mỗi lần đổi phái anh em thì anh em sẽ được một lần tài tỷ free anh em ơi. Anh em sẽ được một lần tài tỷ free. Thì chúng ta sẽ tài tỷ thoải mái anh em ơi. Đó. Nói chung sau khi trải nghiệm thiên nhẫn xong giờ chúng ta sẽ tiếp tục đổi về giỏ đan và trải nghiệm tiếp tục giỏ đan. Thì xét giỏ đan Khải thì cũng khá tương đối anh em ơi. Chưa có đồ đẹp nhưng mà có thể nói rằng là một set giỏ đan gọi là tương đối đủ để chơi, đủ để đánh tông kim. Anh em cùng theo dõi nha. Đây giờ Khải lấy set đồ ra kìa. Set đồ này Khải đã sang giường lại cho anh trong bang này. Khải lấy set đồ khác nè, nón thay vào nè. Set đồ này Khải sẽ giao lại cho trong bang. Áo nè, vũ khí nè. Anh em cùng chờ đợi thử set đồ như thế nào ra sao nha. Đai lưng nè, nón nè, bàn tay nè, nhẫn trên nè, nhẫn dưới nè, ngọc bội nè. Rồi ok. Đó, sau khi lên đảo thì anh em cùng mặc đồ với Khải nha em ơi. Rồi tẩy tẩy ngay tiềm năng. Rồi tiềm năng tẩy rồi, ok mặc đồ. Mặc đồ lần này Khải sẽ mang một cái kích anh em ơi. Một cái kích đó là anh em nhìn sơ qua, một cái kích lôi sắc nội công 189. Đó, một cái kích thực sự là server thì cũng đang có giá khoảng 3-5 kim, cũng khá rẻ, không có mắc lắm. Rồi, một con nón thổ sinh lực 121, kháng băng 19 và thời gian cũng đọc 40. Đó, khải đổi nón lá nên mày quá đẹp luôn, ok. Rồi, một áo giỏ đan 530. Một dây chuyền, đây, một dây chuyền 500 nữa đây. Khải băng mang hơn dây chuyền 530 nữa mày, không có kháng tất cả nữa mà. Tại vì Khải chưa có tìm được ra đồ kháng tất cả. À, một cái chuyền sinh lực 500 đây. Rồi một đôi lưng có thể là một đôi lưng kháng lôi 30, một nhẫn kháng lôi 14, một nhẫn nhẫn độc, một cái tay chón, ngọc bội, giày. Rồi với hướng này thì sẽ đồ Khải lên kháng lôi được 49, kháng lôi được 49, kháng hỏa 17, kháng hỏa 27 nha nam. Đó, nào kháng cả cho kháng lôi được 52, kháng hỏa được 3x. Ok nè. Trong cái set đồ này thì lượng kháng lôi Khải đẩy lên khá là cao. Tại vì Khải mang được ở đây là một món kháng lôi 30 và một nhẫn kháng lôi 14. Thì kháng lôi Khải được 44 kèm với kháng cả 5 từ mệt nạ và kháng tất cả 5 từ trang sức. Thì Khải được kháng lôi 54 nè mày.
Tí nữa Khải sẽ đổi cái trang sức 200 thì lượng khăn lôi Khải sẽ giảm đi 5. Nói chung là Khải sẽ giảm đi 5 đi. Tại vì mà chỗ này Khải sẽ mang sinh lực. Rồi. Khải đang có cái đai lưng khăn lôi 19 nè anh em, sinh lực 128 nè. Mà Khải không mang đâu mà. Khải mang vào tiếc quá. Ok. Bây giờ tăng hết điểm vô ngay. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng thái cực thần công, đó là một skill chống phái, skill chống phái. Hello người anh em Hình Hậu nha, hello anh em mới vô. Hello người dẫn đường anh em mới vô nha. Nói chung là mình đánh thì đỡ tống kim này nọ thì con cái bang không đánh tống kim được đâu anh em ơi. Nên là anh em thông cảm thôi mà, cái bang không thể đánh tống kim được. Nên là Khải không chuyển cái bang được đâu anh em ơi. Đánh điểm nhanh rồi xuống đảo mình đi hoạt động luôn anh em ơi. Hello nè mới vô nha, hello nè mới vô. Rồi. Chín điểm. Rồi. Quá đẹp. Tao bây giờ được rồi, Khải tăng nội công rồi. Hiện tại Khải chưa tăng sinh khí, máu Khải 1K2 nữa mày, dưới người 1K2. Kèm với chân sức thì Khải đang có 1K4 ấy, đang có từng 1K4 sinh lực này. Hiện tại Khải đang mang cây lôi sắc nội công nè. Tây Khải sẽ đẩy lên 2K8. Thọ lực Tây mạnh như Phật tổ. Máu 1K. Rồi máu 1K7, mana 7K. Quá đẹp. Cho thêm tí tỏ vọng. Rồi. Hiện tại sẽ đồ Khải lượng máu khá là tốt nè mày. Rồi, không nói nè. Vậy lấy thêm cái cục sinh lực 200 nữa nó mang vào là máu Khải 1K8 nè mày. Ui, võ đan này tính ra trâu vãi nồi nè. Nên 2 điểm cho nó đẹp. Rồi, 4.10. Rồi. Máu 1K8 nè mày. Hiện tại Khải sẽ về lấy thêm một cái trang sức. Chỗ này sinh lực 200 thì máu Khải được 1K8 nè. Đây. Và trước khi xuống đảo thì chúng ta sẽ nhìn sơ qua sơ đồ Khải một lần nữa nè mày. Một sơ đồ khá tương đối mà cũng chung là Khải cũng đã chuẩn bị khá là lâu rồi. Thì anh em cùng xem dõi, theo dõi sơ qua sơ đồ của Khải này nè mày. Đây. Hiện tại Khải đang có cho mình đó là một cây nón không banh 19, sinh lực 121, thời gian độc 40, nội lực số 12, một cây lôi sắc nội công 189, sinh lực 43, một dây chuyền 530, sinh lực 84, nội lực 124. Và mang nội lực nó vẫn tăng nè mày. Đó, là nội lực nó mang vô. Đó, nội lực khá ok luôn. Rồi một cái áo sinh lực 76, phục hồi 40, 530. Thì hiện tại Khải đang có cho mình đó là 65 chậm. Đó. Rồi, một đại lương khăn lôi 30, sinh lực 10, nội lực 99. Một nhẫn khăn lôi 14, sinh lực 123. Một nhẫn sinh lực 132. Một đôi dây sinh lực 137, chuyển hóa sát thương 6, tốc 39, khăn lọc 15, nội lực 53. Một bộ tay sinh lực 37, nội lực 112 và thời gian chó 40. Và một ngọc bội không có kích được dòng chó, khá tiếc nữa mà. Khải đang tìm một cái ngọc bội chó kháng họ 40 nha anh em ơi. Chó kháng họ 40. Kháng họ và chó 40 thì Khải sẽ được 80 chó nè mà. Hiện tại trước mắt thì Khải chỉ có 40 chó mà thôi. Thì so với hiện tại thì 40 chó là nó khá là phèn nè mày. Nhưng mà Khải có thể bù vào chỗ này. Nếu mà Khải mang cái này là Khải được 60 chó. Đi 60 chó kèm với nghe mi thì cũng có thể đạt được 80 chó nè. Nếu có nghe mi nha. Cái này là quý phải có nghe mi thì mới đạt được 80 chó nha mọi người. Thì đó. Như vậy thôi anh em ơi. Nếu mà đi nghe mi thì Khải được 80 chó. Nhưng mà lượng kháng họ thì không có, nhưng mà không sao nè mày. Khải sẽ kiếm một cái ngọc bội nào đẹp đẹp và thớ vào chỗ này. Đó. Thì trước mắt thì một set đồ khá tương đối tầm trung anh em ơi. 60 chón, 60 chậm. Rồi vậy thôi, chứ còn cũng không có đẹp lắm anh em ơi. Đường cái là Khải có cái vũ khí lôi sắc đầu công tăng đam thôi. Còn lại là hướng nội hướng thời gian là Khải hơi thấp. Đó. Rồi. Anh em theo dõi thì đừng quên để lại cho video thay đổi về hướng giao đăng này cũng Khải một like cho sẻ hồi cho anh em ơi. Và không gì hơn kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Ok chưa? 60 chậm. 60 chón. Lượng khăn hỏi hơi thấp anh em ơi. Khả năng tìm cái ngọc bội nữa là ok. Sinh lực thì khá là tốt rồi anh em ơi. Sinh lực tầm này về mang cái kia nữa là sinh lực 1K8. Sinh lực 1K8 thì sự là quá cao so với võ đan tầm này thì sinh lực 1K8 quá tốt anh em ơi. Rồi. Ok. Xuống đã nha mọi người. Nói chung là xe mà kéo xe mà. Mình tăng sinh lực nội lực cho nó hợp lý một tí, chứ nếu mà anh em tăng full đam. Full đam cũng được thôi. Nhưng mà full đam thì anh em nhiều khi anh em sẽ bị dở bị sốc đam chết, không có lượng máu anh em sẽ bị dở bị chết. Thì mình sẽ tương đối là mình đang tăng là 7 nội công và 3 sinh khí. Thì nói chung là đang tăng về hướng là 73 nè, 73 đó nè. Rồi. Anh em mới vô đừng quên để lại một like chia sẻ hồi cho anh em ơi. Giờ xuống đá nha mọi người. Khải sẽ tìm một cái phi phong rồi Khải mang cho đẹp nè mọi người. Đó.
sớm một chọn. Nói chung là mới sớm một chọn thôi em ơi, đang cố gắng lên 80 chọn rồi được em ơi, cố gắng cái ngọc bội này lên 80 chọn thì mình vào tổng kim thì mình có cơ hội nhấc tay hơn em ơi. So với sớm một chọn này khả nghĩ cũng hơi kém một tí, nhưng mà không sao, được cố gắng nha em, được cố gắng kiếm ngọc bội nữa thì xong rồi. Anh em xem video đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho em ơi. Nói chung thì một set đồ khả đã chuẩn bị cách đây hơn một tuần rồi, thì lần này có sự thay đổi mới và hướng tăng thêm hướng đam thì anh em có gì theo dõi ủng hộ chơi nha. Đó, chúc mắt như vậy quá đẹp luôn, đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ chơi nha. Nào, xuống đảo đi hoạt động nha.